Quốc sẽ hỗn loạn khi xảy ra biến cố lớn tại Hội nghị Trung ương 4. Dù đến nay Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa công bố ngày cụ thể của Hội nghị Toàn thể Trung ương 4 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19, nhưng gần đây ông Tập Cận Bình thường xuyên dùng những từ ngữ mạnh mẽ, đặc biệt là khác thường. Phải trong đây là dấu hiệu cho thấy cũng sẽ có chuyện lớn tại Hội nghị Trung ương 4 lần này? Ngày 3 tháng 9, trong bài phát biểu tại trường Đảng Trung ương, ông Tập Cận Bình đã có đến 60 lần nhắc đến hai chữ đấu tranh, ở nước tâm ý này khiến giới quan sát không khỏi băn khoăn, không biết Tập cận bình muốn đấu tranh với ai, tại sao lại phải đấu tranh? Điều này phản ánh nội tình không đơn giản. Ngày 2 tháng 10 là ngày thứ hai của đại lễ duyệt binh quy mô lớn nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập cận bình đã công bố lại bài phát biểu từ năm ngoái đề cập đến sự suy tàn của các vương triều trong lịch sử Trung Quốc và sự tan rã của Liên xô. Ông Tập nhấn mạnh, dám hướng mũi dao vào trong, ngăn chặn thảm họa từ bên trong những biểu hiện như chỉ ra đối tượng hàng đầu về vấn đề đấu tranh mà ông Tập đề cập nằm ngay trong đảng. Ngày 13 tháng 10, khi ông Tập Cận Bình thăm Nepal lại có phát ngôn khá bất thường, bất cứ kẻ nào có ý đồ muốn chia tách bất kỳ khu vực nào của Trung Quốc phải chịu hậu quả thịt nát xương tan. Ngôn từ của Tập Cận Bình rất nghiêm khắc, rất rõ ràng, cảnh báo kẻ thù chính trị nội bộ đang sử dụng Hồng Kông và Đài Loan để gây rối loạn, chớ manh động hậu quả rất thê thảm. Vậy kẻ thù chính trị là ai? Đó là phe cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, còn gọi là Phái Giang. Rõ ràng ông Tập Cận Bình đã ý thức được mối đe dọa lớn nhất đối với bản thân vẫn là thế lực của Phái Giang trong đảng. Phái Giang đang muốn tận dụng cuộc chiến thương mại Trung Mỹ, sự cố Hồng Kông và suy thoái kinh tế để gây sức ép cho ông Tập Cận Bình tại hội nghị toàn thể lần thứ tư sắp tới, ép truy cứu trách nhiệm, thậm chí phải từ chức. Trên thực tế, Nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến thương mại là Tổng thống Donald Trump muốn điều chỉnh cơ cấu và các chính sách thương mại bất bình đẳng đã hình thành qua thời gian dài Đảng Cộng sản Trung Quốc nằm trong tay Phái Giang. Hồi tháng 5 năm nay, thỏa thuận Trung Mỹ gần như sắp thành công thì bị Phái Giang, đại diện quyền lực Hàn Chính trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, gây rối. Ông Hàn Chính có bàn tay đen đứng sau hậu trường làm Hồng Kông rối loạn. Nhưng chuyện Phái Giang gây khó cho ông Tập Cận Bình không đơn giản để ép ông Tập Cận Bình hối lỗi và từ chức. Quan trọng hơn là tính món nợ trong cuộc chiến chống tham nhũng từ vài năm qua mà ông Tập Cận Bình triển khai là muốn lấy đầu của ông Tập Cận Bình. Như vậy đây là ván cờ một mất một con. Việc ông Tập dùng những ngôn từ đặc biệt khắc nghiệt cho thấy ý định đáp trả bằng nắm đấm sắt sẽ không nhượng bộ, động thái cũng nhằm tạo thành thế cho dư luận. Lợi thế của ông Tập Cận Bình là ông ta vẫn kiểm soát quyền lực tối cao, đặc biệt là nắm quyền chỉ huy và điều động quân đội, có đại quyền sinh sát phái giang, vì vậy có thể khẳng định việc bắt giữ ông Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, Hàn Chính cùng các nhân vật khác phái Giang là hoàn toàn nằm trong khả năng của ông Tập. Nhưng tình hình thay đổi nhanh chóng, bất lợi của ông Tập Cận Bình là cánh tay phải Vương Kỳ Sơn không còn uy thế như trước để răn đe phái Giang. Trong khi vì vụ án vi phạm xây dựng tại Tần Lĩnh, tỉnh Thiểm Tây, khiến bí thư đương nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế bị mất tín nhiệm, thậm chí những nguồn tin cho biết ông Tập Cận Bình đã nhiều lần cảnh báo ông Triệu Lạc Tế chưa tạo ra được bước đột phá trong các vụ án lớn của phái Giang. Còn hai nhân vật cấp cao phái Giang đầy quyền lực hiện nay là ông Hàn Chính và ông Vương Hộ Ninh thì lại như hai gọng kìm kẹp hai bên, hướng mà ông Tập Cận Bình đi theo những chính sách sai lầm trong việc giải quyết những vấn đề của cuộc chiến thương mại với Mỹ và tình hình của Hồng Kông. Ông Tập Cận Bình có nắm được thời cơ hội nghị toàn thể Trung ương 4 lần này để chủ động tấn công hay không là chìa khóa quan trọng, bất chấp những thỏa thuận giữa hai phe Tập Giang tại Đại hội Trung ương lần thứ 19 âm mưu giành lại quyền lực của phái Giang chưa bao giờ ngôi ngoài. Gần đây nhân lúc Phó Thủ tướng Singapore đến Trùng Khánh, ông Hàn Chính đã ám chỉ nhân vật kế nhiệm ông Tập Cận Bình là Trần Mẫn Nhĩ. Thực ra đây là một âm mưu của phái Giang với một số mục đích chính. Thứ nhất, lo lắng ông Tập Cận Bình hạ thủ nặng tay đối với một số hổ to phái Giang trong dịp hội nghị toàn thể Trung ương 4. Vì vậy mà ông Hàn Chính giả vờ đầu hàng. Điều này nhất quán phát biểu ôn hòa của ông Hàn Chính tại Thanh Đảo về vấn đề cởi mở. Đối với các tập đoàn đa quốc gia, cũng cho thấy có thể trong Hiệp định Thương mại Trung Mỹ, ông Tập Cận Bình đã áp đảo được Phái Giang. Thứ hai, gây bất hòa mối quan hệ giữa ông Trần Mẫn Nhĩ và ông Tập Cận Bình. Thứ ba, dùng vấn đề người tiếp quản ám chỉ bóng gió lại vấn đề ông Tập Cận Bình kéo dài nhiệm kỳ Chủ tịch nước, một lần nữa chơi đoàn tâm lý khó nắm bắt. Chiêu này của Phái Giang là vô cùng nham hiểm, vì xu thế thực tế đã rõ ràng, ngày tàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã điểm, dân chúng đã từ lâu tẩy chay Đảng Cộng sản Trung Quốc, các tội ác mút trời do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra đang chờ ngày phán quyết, vai trò kiến thiết tương lai không có chỗ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên về cơ bản không còn cái gọi là người tiếp quản quyền lực. Như vậy rõ ràng ông Hàn Chính chế tác ra cái gọi là người tiếp quản là có dụng ý, dùng Đảng Cộng sản Trung Quốc để trói buộc ông Tập Cận Bình, để ông gánh chịu tội lỗi, để bị đào thải cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc, giúp cho phái giang thoái thác tội lỗi. Dù hiện nay chúng ta không biết chi tiết về vấn cờ giữa phái tập và phái giang, nhưng qua các thông tin công khai cho thấy có những vấn đề phần nào giải quyết được phản ánh của ông Tập cận bình đã áp chế được phái giang thứ nhất là chuyện ngày 19 tháng 10 ông Lưu Hạc xuất hiện tại Giang Tây và tuyên bố đàm phán trung mỹ đã đạt được tiến độ đáng kể về nhiều mặt đã đặt được nền móng cho thỏa thuận giai đoạn đầu điều này phù hợp với thái độ của mỹ cho thấy ông Tập cận bình đã áp đảo được ông Hàn Chính thuộc phái giang thứ hai cùng ngày trước hội nghị tập đoàn đa quốc gia tại Thanh đảo ông Hàn Chính phát biểu tuyên bố ủng hộ hiệp định thương mại với việc giảm thuế cũng như loại bỏ các hàng rào thuế quan ít nhất cho thấy bề mặt ông hàn chính đã phải mềm mỏng thứ ba sự kiện ở trung khánh việc ông hàn chính ám chỉ người kế nhiệm trần mẫn nhĩ nhìn bề ngoài có vẻ là ý tốt với ông tập cận bình nhưng thực tế là giá họa cho người khác tóm lại như đã phân tích việc đàm phán thương mại mỹ trung đạt được hay không thành công của ông lưu hạc tại bàn đàm phán chỉ là một phần còn mấu chốt của ông tập cận bình loại bỏ được sự can thiệp của phái giang và có khả năng tự bảo vệ đảng ra sao sau khi ông Lưu Hạc từ Mỹ trở về. Một số dấu hiệu kể trên cho thấy ông Tập Cận Bình đang hành động như vậy. Nếu ông Tập Cận Bình còn có thể tiếp tục trên con đường loại bỏ sự can thiệp của Phái Giang và có khả năng tự bảo vệ đảng thì Phái Giang sẽ tê liệt tại Hội nghị Toàn thể Trung ương 4, nhưng có lẽ cơ hội không quá lớn. Nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc dối ren Tập Cận Bình mất đi vai trò lãnh đạo tối cao. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Trung Mỹ leo thang dữ dội, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ trì hội nghị lần thứ 5 của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vấn đề đáng chú ý là đài truyền hình Trung ương Trung Quốc khi đưa tin về sự kiện chỉ gọi hội nghị chỉ ra mà không như thông lệ thường gọi là Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ ra. Giới quan sát có quan điểm nghi vấn rằng phải chăng Tập Cận Bình đã mất đi vị thế lãnh đạo tối cao duy nhất quyết định cuối cùng. Cách đưa tin bất thường của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và tín hiệu xung đột tại Trung Nam Hải chiều ngày 26 tháng 8 lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì hội nghị lần thứ 5 của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương và có bài phát biểu. Hội nghị đã nghiên cứu thúc đẩy sự hình thành các vấn đề bố trí kinh tế khu vực, phát triển chất lượng cao với lợi thế bổ sung và cải thiện năng lực cơ sở hạ tầng công nghiệp và vấn đề về trình độ chuỗi công nghiệp. Ngay sau đó, hôm 27 tháng 8, giới truyền thông Hồng Kông có phân tích khi Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin về các vấn đề tại hội nghị này, rất ít đề cập đến cụm từ Chủ tịch Tập Cận Bình thay vào đó là hội nghị đã chỉ ra động thái này rất hiếm xảy ra phải trong tập cận bình đã không còn vị thế lãnh đạo tối cao duy nhất quyết định cuối cùng theo nguồn tin của đài truyền hình trung ương trung quốc những nhân vật quan trọng trong ban thường vụ bộ chính trị đảng cộng sản trung quốc và là thành viên của ủy ban này đều có mặt tham dự thủ tướng lý khắc cường phó chủ nhiệm bí thư ban bí thư trung ương vương hộ ninh ủy viên phó thủ tướng hàn chính ủy viên trong thời khắc nhạy cảm của cuộc chiến thương mại trung mỹ sự kiện tập cận bình chủ trì hội nghị này phản ánh nhiều tín hiệu giới quan sát bình luận rằng vấn đề đáng chú ý là hội nghị không nhắc đến từ ngữ nào liên quan đến chiến tranh thương mại có thể nói là phản ánh tín hiệu chính trị khác lạ của trung nam hải sau khi cuộc chiến thương mại leo thang hơn bao giờ hết những cách phát ngôn khác nhau giữa hệ thống truyền thông và đại diện thương mại lưu hạc của đảng cộng sản trung quốc cho thấy trong nội bộ đảng cộng sản trung quốc có hai quan điểm khác biệt ngày 26 tháng 8 khi Lưu Hạc phát biểu tại một hội nghị kỹ thuật ở Trung Khánh đã cho biết cuộc chiến thương mại leo thang sẽ không có lợi cho cả Trung Quốc và Mỹ, cũng không có lợi cho toàn thế giới. Lưu Hạc nhắc lại rằng Trung Quốc sẵn sàng giải quyết vấn đề thông qua tham vấn và hợp tác với thái độ bình tĩnh. Nhưng trong một diễn biến khác mới đây, cả hai tài khoản mạng xã hội WeChat của Nhật báo Nhân dân Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mượn dịp kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Đảng Cộng sản Đặng Tiểu Bình để công bố lại bài viết của ông Đặng thể hiện quan điểm phản đối việc người lãnh đạo giữ quyền lực trọn đời. Sự kiện bị nghi ngờ là ám chỉ đến Tập Cận Bình. Kể từ năm ngoái, cùng với cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ không ngừng leo thang, tình hình chia rẽ và đấu đá trong giới chóc bu Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng khốc liệt. Có quan điểm chỉ ra rằng do Tập Cận Bình nhiều lần đưa ra những quyết định yếu kém trong cuộc chiến thương mại Trung Mỹ và tình hình biểu tình Hồng Kông nên đã làm mất đi sự tin tưởng của nhiều cán bộ cấp cao. Họ đoàn kết nhất trí quy kết ông Tập phạm sai lầm, có tính đảo lộn trong số 25 ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, dù đa số là thân tín của Tập Cận Bình, nhưng xu thế lên tiếng ủng hộ con đường mới của Tập Cận Bình rất mờ nhạt. Còn trong 7 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị cũng có lật chiến thư là luôn trung thành và phò tá. Những diễn biến cho thấy nhân vật đóng vai trò quan trọng làm nhiệm vụ theo dõi và bảo vệ và bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Vương Hộ Ninh thì ủng hộ đường lối cứng rắn. Trong khi đó, ông Hàn Chính với vai trò quản lý tình hình Hồng Kông và Macau thì luôn đầy dấu hiệu vũ khí ngầm của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Có không ít nhà quan cáo buộc quan chức này lợi dụng chiến tranh thương mại và khuấy đảo tình hình Hồng Kông thêm căng thẳng để khiến cho Tập Cận Bình bị mất vị thế lãnh đạo tối cao duy nhất quyết định cuối cùng. Nhiều nguồn tin tiết lộ, hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm nay, trong vòng đàm phán lần thứ 10 diễn ra giữa Lưu Hạc và đại diện thương mại Mỹ ở Bắc Kinh, hai bên đã sẵn sàng ký thỏa thuận, nhưng cuối cùng bị Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Hàn Chính phản đối quyết liệt khiến cho hiệp thương không thể ký kết được. Cùng lúc với ông Vương Hộ Ninh trong vai trò cai quản bộ máy tuyên truyền, đã nắm lấy cơ hội để kích động chống Mỹ, lên án phe đầu hàng và làm xấu hình ảnh xưa nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn quảng bá về một nước Trung Quốc trỗi dậy hùng mạnh. Hàng loạt động thái này là do phe Giang Trạch Dân sắp xếp nhằm cản trở đàm phán thương mại chống Mỹ. Bắc Kinh đã hai lần gửi điện đàm kêu gọi đàm phán, Trung Quốc có biến động. Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Bắc Kinh đang tích cực kết nối với Washington. Trong một cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump phát biểu, cuối tuần trước đó, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hai lần gọi điện cho quan chức chính phủ Mỹ với hy vọng nối lại đàm phán thương mại và đạt được thỏa thuận. Tổng thống Donald Trump cũng nhận định tình hình chính trị của Trung Quốc có thể phát sinh biến động lớn bất cứ lúc nào. Phát biểu trong cuộc họp báo của hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Donald Trump cho biết, cuối tuần qua, Bắc Kinh đã hai lần nối điện đàm với quan chức thương mại Mỹ với hy vọng sẽ trở lại bàn đàm phán, ông nói Đêm qua Trung Quốc đã gọi cho đội ngũ thương mại cấp cao của chúng tôi và nói, hãy trở lại bàn đàm phán. Vì thế chúng tôi trở lại và tôi nghĩ họ muốn làm gì đó. Họ đã bị tổn hại nặng nề nhưng hiểu được đây là điều đúng đắn cần phải làm và tôi tôn trọng họ vì thế. Đây là một động thái rất tích cực đối với thế giới. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có một thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump dự đoán. Ông cũng nhận định rằng Trung Quốc đang xảy ra vấn đề lớn. Tuy nhiên thông tin mà Trump đưa ra đã bị Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng biên tập Hồ Tích Tiến của Thời báo Hoàn Cầu phủ nhận. Ngày 26 tháng 8, ông Hồ Tích Tiến chia sẻ trên Twitter, Theo như tôi được biết, thời gian gần đây đại diện đàm phán cấp cao giữa Trung Quốc và Mỹ không liên lạc với nhau. Về bình diện kỹ thuật thì hai bên luôn duy trì trạng thái kết nối, nhưng điều này không như phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bên cạnh đó, theo Reuters, hôm thứ Hai ngày 28 tháng 8, người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng nói ông không biết có tồn tại các cuộc điện đàm giữa mỹ và trung quốc tổng biên tập tờ thời báo hoàn cầu ông hồ tích tiến thì bác bỏ rằng đã có một cuộc điện đàm như ông trump mô tả ông cảnh sảng phát biểu tôi tuyên bố rõ ràng tôi chưa từng nghe thông tin về trường hợp này cảnh sảng cũng nhắc lại lập trường mạnh mẽ kiên quyết chống lại mỹ rằng trung quốc không thay đổi lập trường của mình trung quốc sẽ không cúi đầu trước áp lực từ mỹ có phân tích rằng sau khi cuộc chiến thương mại trung mỹ leo thang mạnh mẽ động thái lên tiếng đầy thiện trí của lưu hạc cũng như hai cuộc điện đàm của bắc kinh đề nghị nối lại đàm phán cho thấy phe tập cận bình đã nắm lại quyền chủ động ngoài ra tuyên bố của tổng thống donald trump tiết lộ trung quốc đang có chuyện lớn có nghĩa là ông tập cận bình đã hoặc sẽ có hành động mạnh mẽ chống lại phe cựu lãnh đạo giang trạch dân và tăng khánh hồng